Thưa quý vị, được triển khai xuyên suốt trong gần 4 tháng với nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của Tuổi Trẻ Đà Nẵng đã về đích với những kết quả vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Với hai chương trình là tiêu sức mùa thi, tình nguyện quốc tế và 4 chiến dịch gồm mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, chiến dịch tình nguyện hè năm nay của Thành đoàn Đà Nẵng đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh các hoạt động trải dài xuyên suốt các ngày cao điểm trong chiến dịch như chiến dịch tình nguyện vì văn minh đô thị, chiến dịch tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, chiến dịch tình nguyện vì đàn em thân yêu hay ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn đã được triển khai rộng khắp, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thanh niên. Tuổi trẻ của chúng tôi thì luôn nguyện phấn đấu, học tập cũng như rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và đặc biệt là luôn ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, cố gắng học tập cũng như là đem sức trẻ của mình để cống hiến cho quê hương. Trong cái chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, đoàn phường Mang Thái là tham gia tất cả các mọi hoạt động của thành đoàn cũng như là của quận đoàn cấp trên để tổ chức thì cũng là tham gia một cách nhiệt tình và năng nổ như là cống hiến tất cả các sức lực của tuổi trẻ. Cảm nhận được niềm vui và sự hồ hởi của người dân nước bạn Lào thì chúng tôi được tiếp thêm sức mạnh cũng như là niềm tin vào chương trình này. Với sự chủ động sáng tạo, các hoạt động chương trình của chiến dịch đã được triển khai phù hợp với điều kiện, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, đem lại những giá trị thiết thực, hiệu quả, nhận được sự tin yêu của nhân dân. Việc làm tình nguyện viên đã thật lòng là ý nghĩa cho người dân chúng tôi ghê lắm. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn đăng ký cái này xuống ủy ban là mất thời gian nhiều, nhưng mà tình nguyện viên và tất cả các trong ban ngành và lãnh đạo tổ chức được như vậy thì dân dân chúng tôi rất quan nghênh và đồng tình. Một trong hai đơn vị thụ hưởng cái chương trình này thì ý nghĩa của nó là rất quan trọng và người dân chung tay vào bảo vệ. Thì đặc biệt là có cái nguồn nước sông Phú Lập và cái hình ảnh những tranh bích họa trên địa bàn thì thời gian qua triển khai thì người dân rất là đồng tình, rất là hồ hởi và tham gia. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Thời gian đến, Tuổi Trẻ Đà Nẵng tiếp tục xung phong tham gia giải quyết những phần việc khó, việc mới, thông qua rèn luyện để trưởng thành và đóng góp sức trẻ vào sự phát triển chung.